Đi đâu đây hả? Đi về. Em sợ nó rồi. Đi ra chỗ khác nè. Làm gì nó sợ lên nữa. Chị Tú ơi, chị Tiền ơi, chị lại nói chị ơi. Có cần mén gì không bạn? Chị Tú ơi, chị Tiền ơi. Nó kìa. Cái gì nó cần cái ngoài ổ mày đó, mày đuổi, mày sợ nó mày gì vậy? Mày đi ra chỗ khác nha. Đi về nha. Bữa nay chị Tiền về đó, mày tới đây, mày tới số rồi đó. Mày đi ra chỗ khác đi. Mày đi ra đúng không hả? Mày đụng ngăn, đụng cái trong tối ngăn. Đi về. Chị Tiền ơi, chị lại không chị Tiền. Bắt đi kìa. Chị ơi. Chị ơi. Làm gì cười hả? Ai cho mày vô nhà tao? Lỡ bắt ngăn về thôi. Ở đâu ra mày bắt về? Bước ra khỏi nhà tao. Về. Mày bước ra khỏi nhà tao không? Nó bắt em về chị ơi. Về. Mày bước ra khỏi nhà tao không? Mày làm cái gì vậy? Đụng tới. Chị ơi, nó bắt em đi chị. Chị ơi, gì đây? Mày lo đang lộng hành hay gì? Kích lộng hành. Nhà này mà muốn vô là vô, muốn ra là ra hả? Mày tin là một đêm với lại khỏi ra đúng không? Chị trả ngăn em đây rồi em về đi. Ngăn của mày. Nhưng mà con ngăn nó không có về với mày. Sao tao nói con ngăn tao mới trả về cho ba mẹ nó. Nó không làm cái nó thôi. Mày cũng là tắt gì mà đưa mày cho đúng không? Người yêu em. Thì mày là mày đẻ nó không qua người yêu nó. Mày có lo được cho tao ngày nào chưa? Hay là tao lo được cho mày? Nó kêu ngăn như là kiếm tiền của nó chị, nó nhà nó. Ở đâu ra cái quản lý đó chị? Tồi vậy thôi. Tồi vậy thôi nha. Chị trả ngăn cho tao. Nhà tao. Đi về. Cho ngăn chị nó là mọi chuyện bình thường hết trơn. Mày nhắm vô với nhà tao. Nhá. Chùa. Bây giờ mày có đây không? Khi nào con ngăn chưa bước ra khỏi cửa với em không bao giờ đi hết á. Mày làm thật về bị thôi chị tốt đó. Cô đây. Ngăn đi về anh ngăn. Giờ mày không đi, mấy cái người này không quậy quậy không? Đâu, không có quen nó nữa mà không có để ý nó. Mày câm họng. Mày đâu cho mày đi đâu, yên tâm, yên tâm cho mày đi đâu. Không có được sợi tóc của mày đâu, yên tâm đi. Đến nào không khóc được. Bước ra khỏi nhà tao. Con nhỏ mày đi vô đây. Chăn ra, tao mở cửa ra cho thằng này đi đây. Để coi chính tại nhưng mà có con này nó mới đi ra. Thôi cứ vòng vòng nhà đi rồi. Ra em càng bắt con bồ em về nha em nè vô bắt đi ở nhà cũng không được mà đi cũng không xong hết trời bây giờ chị cho nó về đi rồi em về liền đi về đi về đi về làm cái gì vậy mấy không được một tháng nha đi quay như mày tránh ra tụi bay không dắt thằng này đi ra một cái không tao làm nó cho mày được tụi bay đúng không nó nha dắt nó ra nhưng mà con ngăn phải đi ra nó mới đi ra chị cho con ngăn đi đi mày mày bắt nó về cho nó phục vụ mày nó đi bắt cho mày nó kiếm từng đồng từng cắt thôi đó là chuyện của tụi tao không liên quan tới mày bây giờ nè em mày biến chưa mày buông tao ra mày biến chưa cho nó gì không liên quan tới mày tao nói một lần nữa là tao đã cấm mày tiền nói cấm mày không được lỡ cái nhà nữa mà làm mình lỡ rồi vậy chị tránh ra em đưa ngăn về. Ngang em về á, đi ngang. Được. Bước ra khỏi nhà tao. Chưa có ngang về, không bao giờ về hết á. Mở cửa tiếp khách, mời khách, lộn mời khách. Bây giờ sao mày lì quá vậy? Bò vậy.
ngang em về với anh đi nha. Nó nói là người ta không có về, sao cứ về là về quay vậy. Tao nói tụi bay không đưa nó ra một hộp, con ngăn đi theo hết à. Một hộp có ai mạng tại đây đó nè. Đi về đi. Mà nó không có mày nó chỉ ra khỏi nhà kìa. Em không có quê nó. Rồi bây giờ tao làm cái gì cho mày mà mày mới thay cho ngăn. Trả ngăn gì cho tao, đi em. Tao bắt em đi đó, đi đó. Kiếm nhà không cá. Nói gì nữa đi về. Đâu có về. Không có mạng đâu ở đây, đi về. Đi về đi. Trời ơi, nó về cái mặt tôi đi tiền đi. Đi về có trời. Còn mày làm cái gì ở lên mây tối mày? Đã có hồi ơi, tôi bắt em đi chị ơi. Đi về. Ơi. Mình buông ra nhà thôi. Mày làm cái gì đụng đâu mà vậy? Nó ở ngoài với tao thì nó đi về cha mẹ của nó. Mày có cái quyền gì mày kết hôn với người ta chưa? Mày trả là tao mày đi thôi. Để thấy như vậy, để thấy công nhận cái lỗi tiền mà hả? Cãi không là cãi ra đi. Mày đuổi nó ra hoài vậy? Tụi bay dằn nhặt nó hoài. Em cho con ngăn đi theo nó đi. Chị biết khùng hả? Đừng có lợi nhà của tôi mà làm phiền nữa. Làm phiền em tôi chưa đủ hả? Chị cho đi theo vậy rồi đã sẽ chuyện gì sao lại hả? Chuyện của nó. Vì nó mà em cưng vậy đó. Đi đi. Mày đi đi. Đi. Mày cũng đi. Cũng đi đi. Đi đi ơi. Cắt đầu á, tao còn muốn là lỡ mày về ba mẹ mày. Giờ á, nó còn gì rồi. Cho mày đi theo nó. Nó mà dắt em đi, em có về ba mẹ em chết đó chị ơi. Ủa, lúc đầu mày sợ ba mẹ mày chết. Vì mày á, tại sao mày làm chi? Mày đi theo tụi tao bảo họ mày không cho quen với ai chưa. Mày cũng cãi là mày đi quen này nọ. Nói mà em sai rồi. Trời ơi, con gái đâu có con trai đâu. Mày khóc không biết có thật gì đâu, mày đi đi. Ủa sao mày nói mà vậy? Tại em này chứ mới khóc mà. Chân, con nó ra ngoài cho chị. Không ơi. Buông con la. Hoài, cái gì đây? Từ đây về sau tao với mày không có còn gì chứ. Yêu gì mà bỏ em mà. Em ơi, em không có hiểu. Bây giờ ơi, nó đụng mày. Em đi đi, chị không muốn thấy hai em với thằng nhà này nữa nha. Tao đang nhắc là trước mắt đó. Chị ơi, con đi kìa chị ơi. Đây. Đây. Đứng dậy coi. Bắt bớt em nè chị ơi. Nhưng mà ai cho tình tư mà. Chị ơi. Mở cái cửa đi ra em đi hoài vậy. Đây. Nó mới đang dằn dặt đó chứ phải là người ta. Buông ra coi. Làm gì vậy? Tao lại nữa, mày đừng có vô, mày đừng có lấy ngăn nữa mà. Mày không nghe chị tiền cho đi rồi hả? Này là bay đang dằn dặt mấy cái phải dằn dặt á. Nhưng mà nó đã lựa chọn đứng thì chị tối chị tiền rồi. Mày muốn ở đây cho nó chết hay vậy? Nếu người ta không tôn trọng mình thì mình cũng phải biết điều xíu chứ. Đã gì cũng có lời cái. Đó là sao? Liên quan gì tới bài chuyện này? Đi. Chị ơi, bố con em đi mà chị. Ba ở nhà là có ác hại gì đó.
đò được tao đâu, giờ tao nên không khó nó về mà. Giờ muốn gì tao nên thì theo nó. Đi giờ nhanh lên. Đây. Trời. Đây. Vô nữa. Đây. Mở cửa ra nha. Buông ra. Mày đi hỏi nhà tao rồi. Mở cửa ra. Tao gọi cho xin mày luôn á. Mày đi lên phòng đi nhìn. Mày lên phòng khóc cửa lại. Mày đi lên chưa? Đứng ngoài vậy?